Trên chiếc iPad Pro mới ra mắt, Apple không chỉ đem cả con chip Apple M1 lên con iPad Pro, tức là sức mạnh bây giờ ngang như MacBook, mà Apple còn trang bị cho nó một cái màn hình rất mới sử dụng công nghệ Mini LED. Thì công nghệ Mini LED là gì? Apple có phải là hàng đầu tiên sử dụng hay không? Mời các bạn cùng xem video này. Trước đây khi cần một cái màn hình rất xịn, độ tương phản rất cao, độ sáng cao thì người ta thường sử dụng màn hình OLED. Tuy nhiên màn hình OLED có nhược điểm là giá cao và có khả năng bị hiện tượng burn-in sau một thời gian sử dụng. Thế nên người ta mới nghĩ đến khái niệm Mini LED. Màn hình Mini LED á, về bản chất thực ra vẫn là màn hình LCD thôi các bạn. Tuy nhiên những cái bóng đèn nền LED á, thì người ta sử dụng bóng kích thước rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều chục lần so với bình thường. Mục đích á, là để tạo được những cái vùng chiếu sáng nhỏ để có thể kiểm soát được độ tương phản tốt hơn. Apple không phải là công ty đầu tiên sử dụng công nghệ này. Cách đây không lâu, TCL đã từng đem công nghệ Mini LED lên dòng TV của họ. Samsung cũng từng ra mắt cái dòng TV Nano LED rồi. Mục đích của họ cũng là tạo ra được những cái vùng local dimming với khả năng bật tắt tùy theo hình ảnh đang được hiển thị trên màn hình, nhằm đạt được một cái độ tương phản tốt hơn rất nhiều. Quay trở lại với iPad Pro mới, Apple sử dụng một mảng 10.000 bóng Mini LED, mỗi bóng nhỏ hơn 120 lần về mặt thể tích so với lại bóng đèn LED trước đây. So với lại iPad đời trước thì chỉ có 72 bóng LED để chiếu sáng thôi, thì các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt nó tới mức nào. Và tổng cộng trên iPad Pro mới có 2.500 vùng local dimming để Apple có thể bật hoặc là tắt tùy theo nội dung, tùy theo app bạn đang sử dụng. Việc sử dụng công nghệ Mini LED giúp Apple đạt được cái độ tương phản là 1 triệu chia 1 ở trên màn hình của iPad Pro, tương tự như màn hình Pro XDR của hãng. Mini LED giúp màn hình LCD đạt được độ tương phản gần bằng với lại màn hình OLED, trong khi chi phí thì giảm đi rất nhiều, đặc biệt với các thiết bị lớn như là iPad Pro. Nói tóm lại á, thì màn hình Mini LED trên iPad mới cho phép bạn nhìn được những chi tiết ở những vùng rất tối cũng như những vùng rất sáng. Và màu sắc á, thì đậm đà hơn, độ tương phản giữa những cái vùng đen, vùng trắng á, thì nó rõ ràng hơn. Và độ sáng cũng cao hơn, lên tới tối đa là 1.000 nit, tương tự như các màn hình Pro XDR Display của Apple luôn. Chức năng này sẽ hữu ích cho những ai thường làm việc với hình ảnh, làm việc với video, các bạn nhiếp ảnh gia edit hình trực tiếp ở trên iPad, hoặc là các bạn làm việc liên quan đến đồ họa.